cứu em với mẹ luôn. Hay là cứu mẹ, hay là con muốn cứu mẹ, hay là muốn cứu em? Dạ, con muốn cứu hai người. Cứu hai người luôn. Thì thôi bây giờ chú Phong hỏi này, giống như mà chỉ có một sự lựa chọn thôi. Một là mẹ, hai là em con. Thì con chọn ai? Dạ, mẹ. Con có thích ăn bánh không? Dạ. Hả? Sao con không thích ăn bánh? Bình thường chú Phong là nghe hỏi mấy đứa bé nhỏ là thích lắm mà. Sao con không thích, con nói cho chú Phong nghe coi. Dạ, con muốn dành tiền để giúp ba mẹ. Trời ơi, không ăn bánh để tiền cho ba mẹ. Chú Phong giúp mẹ con hết bệnh. Mong mẹ con hết bệnh thôi. Mong mẹ con hết bệnh để nuôi con với em. Nếu chú Phong mà đăng tải lên không có cô bác giúp rồi, con có buồn chú Phong không? Dạ. Sao con không buồn? Dạ tại chú Phong cũng cố gắng hết sức rồi. Trời, hả miệng ra được không chứ? Cái hàm trên là nhỏ dạ, hết trơn rồi. Rồi dạ, dạ, dạ. Cái bụng nè. Cả người lớn bị rồi, con đứa nhỏ trong đây nữa. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở dưới mỏ Cà Nam, Bến Tre. Thì bữa nay là Phong đi xuống một cái hoàn cảnh phải nói là đặc biệt, rất là khó khăn của bác anh chị. Là đôi vợ chồng trẻ có tới hai đứa con, mà trong khi đó là bây giờ là vợ đang mang bầu. Thì nhưng mà người vợ bây giờ là sống chết cũng không biết như thế nào nữa, là mang trong người một căn bệnh ung thư. Là cái miệng bây giờ cũng bác sĩ cũng mổ tùm lum mà, ung thư máu của bác anh chị. Rồi trong khi đó là bé nó 27 tuổi mà có mang thai, mà bây giờ là đã 31 tuần tuổi rồi. Thì cái bụng nó cũng dần dần luôn. Nhưng mà bây giờ là đang dự định bên phía gia đình với người nhà là sẽ mổ ra để cứu mẹ hay là cứu con gì đó Phong cũng chưa biết nữa. Thì bây giờ thì Phong có sự hướng dẫn của bà con hàng xóm ở đây, là nhờ Phong và gia đình là kêu gọi rất là thảm thiết để đi xuống để cứu lấy một cái người mẹ và một cái đứa con trong bụng nữa. Thì hồi bây giờ thì Phong sẽ mời ông bà cô bác cùng tiến thẳng vào cái căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ để chia sẻ những cái thước phim đầy cảm xúc. Rồi bên cạnh đó thì Phong mong muốn là có mạnh thường quân xem qua, rồi có một cái hướng giúp đỡ nào đó. Thì hồi bây giờ thì thôi mình đi thẳng vô bên trong đi, rồi chúc em sẽ trò chuyện với chị thêm nha. Thì bữa nay thì cũng có chị Nga cũng đi cùng đồng hành với Phong á, đi thăm hoàn cảnh. Thì thôi bây giờ Phong Nguyễn mời chú anh chị ạ. Hiện tại thì Phong cũng đang đứng trước căn nhà đây. Nhà thì bé Tí ở đây nè. Cái này là cái nhà này là đất nhà là của hai bé. Qua nội cho có hai có nhiêu đây, nội cho được nhiêu đây. Thì nó đi làm thì khi cha nó mất thì nó về đây. Bên đây hình như có cái đám tang. Ở đây là đám tang của bà nội. Bà nội. Đây là chú Sáu nó, chú ruột, thì đó là thím. Thì kế đó là cũng em đó, em chú bác. Đồ đạc con thấy là chắc ngổn ngang ở đây. Dạ, thôi mình vô bên trong đi con. Anh xin phép. Là con bé này bị đây hả? Rồi anh chào em nha. Chú Phong chào hai đứa nha. Hai đứa đang làm gì vậy? Chơi. Con đang chơi hả? Đang trò chuyện với mẹ hả? Rồi cho anh gắn vô cái mic vô em trò chuyện tí nha. Mở khẩu trang luôn đi. Ủa, chuyện Trời, cái miệng em nó sưng cỡ vậy đó hả? Giờ nó nói chuyện không nổi anh. Là em nói chuyện không có nổi. Em là con người thứ Út, còn chỉ là con người thứ Năm. Cái tình trạng bệnh như vậy là đã bao lâu rồi chị? Dạ khoảng gần 3 tháng rồi anh. Gần 3 tháng dạ. Hả? Cái bụng này bự dữ á. Dạ đúng rồi, hồi mới phát hiện bệnh là hồi đó là có bầu 4 tháng rưỡi, gần 5 tháng. Là nay cái bầu cũng gần 8 tháng rồi. Cái bầu nay gần 8 tháng tuổi rồi. Dạ. Bữa nay em đi vô, ủa anh đi vô thì không biết là chồng em đâu rồi. Dạ anh phụ làm mộ cho bà nội bển anh. Phụ làm mộ hả? Dạ. Bình thường là chồng chị ở đây là đi làm công việc gì vậy? Ảnh thì ảnh đi nuôi tôm, nhưng mà nói chung là mới nuôi đây thôi. Còn hồi trước thì hai chồng đi làm mướn ngoài Đồng Nai á.
Thì dạ. Về nuôi tôm mà toàn nuôi tôm bệnh không à. Rồi cũng có tiền bạc gì ăn tháng được có 4-5 triệu rồi gửi về cho mẹ con nó sửa sùng này kia, ba mẹ con nó rồi ảnh nữa. Cái nhà này xây cất bao lâu mà em thấy cũng... Cái nhà này là năm 2009 là bão số 5 á, người ta cho bị sập thì người ta cho được 5 triệu. Thì mới xây lên được mấy miếng tường này nè. Còn hai miếng vách này thì hồi ổng bệnh rồi á, thì ủy ban ta mới cho được mấy cái miếng tôn dựng lên. Rồi bộ cửa này thì khi mà ổng mất rồi là đằng này mới xúm lại là gắn cái cửa này cho ổng. Chứ lúc trước là cũng không có cửa luôn. Còn giờ vườn giặt ở đây là bên nhà em đem qua. Chứ là cái nhà thì bữa hổm mà lúc mà chỉ chưa về ở là nó chỉ có cái bàn thờ thôi. Tại vì hai chồng đi làm mướn là không có về ở. Làm mướn quanh năm vậy đó. Em nghe nói hình như là cái thông tin là đang chuẩn bị là mổ để bắt dạ, bé ra rồi. Chị? Bác sĩ nói là giờ phải mổ bắt em bé ra thì mới điều trị cho mẹ được. Dạ dạ. Dạ. Vậy là mình rút cuộc là mình cứu mẹ hay là cứu con? Giờ gì? Mình cứu mẹ. À. À, tại vì giờ mẹ nó không sống thì con cũng đâu có sống nổi. Ừ, nếu mà giờ đợi tới mà đủ ngày đủ tháng thì mẹ nó giờ mẹ nó đã quá yếu rồi thì bác sĩ quyết định là mổ bắt em bé ra. Thì em bé cũng 7 tháng mấy rồi, nếu như mà nó có sức sống mạnh mẽ thì nó sống được thì người ta bỏ vô lòng ấp người ta nuôi nó tiếp. Dạ. Còn, vậy là mổ dạ, ra vừa cứu hấp em bé dạ, trước. Dạ đúng rồi, vừa cứu mẹ và vừa cứu con luôn. Còn nếu mà điều trị cho dạ, chị đây luôn. Dạ. Hôm qua thì bà bác sĩ cũng có gặp bác sĩ điều trị á, hỏi bà nói là chị là bị ung thư máu thì bây giờ mổ bắt em bé ra xong rồi bắt đầu điều trị xạ trị rồi á, nhưng mà vô máu đồ nhiều dữ lắm, tiền càng nhiều thì sống được càng lâu, chứ giờ nếu mà không có tiền thì chắc không có được bao lâu hết á. Bởi vậy cũng mong mọi người giúp đỡ được cho chị kéo dài được thời gian nó bao lâu vì tốt với lâu để cho nó sống với hai đứa nhỏ. Chị lấy cho em coi cái sổ sách bệnh của chị đi. Này mình có bảo hiểm gì không? Dạ bảo hiểm là không có. Thôi cứ để con bé xuống đi con thì, để nó em khóc nè. Lúc mà phát bệnh này cha em mới cho tiền mua cái bảo hiểm. Là mới vừa mua bảo hiểm là mới sử dụng được hồi 11 tây này nè. Là mấy chuyến trước là đi bệnh viện là không có cái bảo hiểm luôn á, là toàn là tiền mặt không á. Từ nhỏ thì không có sống chung. Còn ba mẹ chồng thì mẹ chồng mất cũng mất rồi, ba chồng thì bị tai biến, giờ cũng nằm chỗ. À, vậy là ba mẹ của chị này là cũng mất hết trơn rồi. Dạ dạ. Thì... Mẹ còn sống mẹ chỉ mà còn nhưng mà từ nhỏ thì không có sống chung. Bỏ từ lúc một cũng mấy đó. Bỏ từ lúc nhỏ. Dạ đúng rồi. Dạ cô vô ngồi luôn đi con. Vô cô vô ngồi hết. Chị đây đi, ngồi vô ngồi luôn đi chị. Em lấy trò chuyện với lấy thông tin bà con hàng xóm đầy đủ để cho cô bác mình thu quân xem rồi hả? Biết rõ hơn. Chị cứ vô ngồi ở đây nè. Em trò chuyện với chị đây tên gì em? Tên Vân. Là chị Vân phải không? Cái dấu giấy chẩn đoán nè. Này khám cho bệnh viện Chợ Rẫy nè. U ung bú. Dạ, bác sĩ có nói là cái điều trị này nó có khả năng là hồi phục không chị? Dạ thì hôm qua bà bác sĩ đó cũng nói là bây giờ con này là nó còn trẻ thì nó còn sức. Nhưng mấy người già bị ung thư máu thì họ không có còn sức để mà xạ trị này kia. Còn con này nó còn trẻ thì cái cơ hội sống của nó cũng nhiều. Nhưng dạ, mà phải nói chung là cái chi phí nó cũng cao lắm. Hôm nay có bảo hiểm xong á, chi phí mỗi lần đi là dạ, bao nhiêu tiền? Bảo hiểm là chưa có xài được lần nào luôn anh. Chưa có chị được. Dạ đúng rồi. Chỉ mới có chuyến này đi lên Chợ Rẫy là cầm bảo hiểm theo. Mà đã rồi người ta nói là ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nó chuyển, nó cho chuyển nhưng mà nó chưa có mọc của giám đốc. Rồi cái kêu về thứ hai lên lại. Là dạ, bảo hiểm là chưa có xài được mà lần mấy nào. Cái lần trước mà đi là không có bảo hiểm là dạ, tốn đúng nhiều rồi. Không? Lúc mà đầu thì đi qua ung bú, xét nghiệm này kia kia nọ hết cũng khoảng 10 triệu. Rồi xong rồi nó chuyển qua răng hàm mặt. Rồi răng hàm mặt á mổ này kia hết 30-40 gì đó. Trời ơi. Đó. Rồi á làm mổ cái hàm răng dưới đây. Dạ đúng rồi. Có chị thì hả miệng ra được không chị? Cái hàm trên là nhổ dạ, hết trơn rồi. Rồi dạ chị. Dạ. Trong cái lỗ mũi bây giờ nó ăn lên lỗ mũi. Nó ăn lên tới cái lỗ mũi ở đây luôn. Rồi. Rồi chị. Chị thấy có đau gì dữ không? Cái bụng gì chà bá vậy là sắp tới ngày sanh mà bị vậy nữa. Chị có xét nghiệm siêu âm đồ con bé không chị? Dạ có. Có hả? Em bé thì vừa có cân với cái thận.
Hả, chị nói gì em gì? Em bé bị gì sao? Em bé nó bị cái chân. Dạ, sao bị cô? Bị cái chân à, với cái thận. Có một cái vấn đề á. Dạ, vậy là cái siêu âm là con bé trong bụng của bé Vân này là chị Vân này là cũng bị tật luôn. Bị tật luôn. Trời ơi, sao có một chết cái rồi. Thận với cái giò. Cái giò nó bị ba ngón, có ba ngón à. Trời ơi, cái giò có ba ngón à. Ừ. Và bị tật, có vấn đề bên thận nữa. Bên thận, có một cái thận, dạ, bé có, một cái thận. Có giấy siêu âm gì không cô? Dạ có. Đây, đây, đây. Trời ơi, mẹ bệnh vậy mà cái đứa con trong bụng mà còn bị tật nữa. Trời ơi, khổ hết sức luôn. Trời ơi, sao mà dữ vậy nè. À, dị tật bàn chân trái. Ừ, dị tật bàn chân trái nè, trời ơi. Ở nhà khổ rồi còn đủ thứ nữa. Ừ. Thận gặp vấn đề này nữa. Giờ con em bị vậy rồi, chị bị vậy rồi, chị tính dự định sao giờ? Dạ, giờ thì... Lúc con thì ai cũng thương, nhưng mà giờ... Bắt buộc mổ cái con bé ra để chịu đựng cái em còn mấy con nhỏ ở nhà nữa. Cứ để hoài thì nó không có chịu được cái đâu đó. Cái giờ hoài phụ mũi giờ kéo, lúc nào cũng kéo kiểu đó. Sao mà khổ dữ vậy em? Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Cũng gần 3 năm rồi. Lấy gần 3 năm rồi đó hả? Ba mẹ thì, ba thì mất, mẹ thì đi. Có hai vợ chồng rồi đó, giờ hai vợ chồng có cưới hỏi gì không? Dạ, thì cưới thì không có cưới, rồi hai bên qua ngọt cũng nghèo khổ lắm, không có tiền. Trời ơi. Còn nhỏ xíu về đây mà bệnh tùm lum hết trơn, nhà cửa về đây nữa. Sao mà tội dữ vậy? Thì sáng ngày em ăn uống gì chưa? Dạ. Em ăn được mấy con ngò gần thị gần. Ai nấu nước súc mà nó có gì không? Uống nước không mà cưng? Em hút được 2 muỗng mà. Trời. Uống cái miệng chảy đổ mũi. Ở nhà là chồng em là đi làm còn hai đứa nhỏ nhà săn sóc em vậy đó hả? Dạ. Trời. Anh xin lỗi nha, nói làm em khóc á. Mà không sao, cô bác xem nhầm khi cô bác biết và thương em với gia đình nhiều hơn chứ không sao hết. Em bị về tránh nhức dữ lắm à. Nó kiện. Ở đây giờ bà con có giúp cho em được gì không? Người cũng cho được công hay công với có cái chị túc ở cơn mỏ cài á. Chị thấy hoàn cảnh này cũng có kêu gọi ủng hộ. À, mà có kêu gọi mà có giúp được nhiều cho em? Dạ, có được rồi á. Em đi có khám thì không có đủ tiền. Chị túc có ứng cho em 1 triệu. À, là chị ứng cho chút đỉnh tiền đi chữa bệnh. Dạ. Nhưng mà cũng chưa có được nhiều đúng không? Đúng rồi. À, khoảng thời gian em bị vậy là bao lâu rồi? Từ lúc con bị tới giờ đâu đúng rồi. Em bị từ cái mà cái miệng với cái lỗ mũi á phát bệnh ra là khoảng bao nhiêu lâu em nhớ không? Có con miệng thương với cái lỗ mũi này ra là hơi hàng giữ về là khoảng hơn tháng. Hơn tháng rồi, là bị nặng là hơn 1 tháng rồi. Dạ. Rồi cái bụng nè. Cái người lớn bị rồi, có đứa nhỏ trong đây nữa. Dạ, thuốc nó đâu có được đâu, rồi ba cưng nó rung hết rồi. Rồi em, hai vợ chồng có hai đứa con trai với đứa con gái rồi, sao mà để mà dở kế hoạch rồi có thêm cái bầu này nữa? Dạ, tại vì lúc đó thân nhóc cao thân á, rồi tự nhiên giống như là cưng nguyệt nó không có điều, nó không có luôn. Nó hết luôn rồi. Nó cưng vợ chồng cũng có kế hoạch. Nhưng mà theo tự nhiên nó là vợ kế hoạch, cái vợ chồng cũng có kế hoạch. Là chồng em chủ yếu là đi làm công việc gì? Chồng em á thì làm thuê. Lúc trước thì đi nuôi cơm, mà sau này nuôi cứ nuôi rồi nó chết, nuôi rồi nó chết, không nuôi nữa. Giờ thì hiện tại bây giờ là ai muốn gì làm nấy hả? Đúng rồi, giờ thì ai muốn gì nói, còn không muốn thì... Rồi, chú Phong chào con nha. Dạ, con chào chú Phong.
Ừ. Bữa nay á, chú Phong nghe cái hoàn cảnh của mẹ con á, là bệnh tật như vậy, đã về mẹ con có bầu mà 31 tuần tuổi nữa, thì chú Phong mới chạy lật đật chạy xuống đây. Thì trước tiên chú Phong chào con, và chú Phong hỏi con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Nguyễn Thị Hồng Diễm, năm nay con 11 tuổi. Ừ, 11 tuổi. Giờ con có đi học gì không? Dạ con có đi học, năm nay con lên lớp 5. Con lên lớp 5 mà hả? Dạ. Con học giỏi không? Dạ giỏi. Giỏi luôn hả? Học giỏi lắm á, không ai dạy tự giỏi á. Có giấy khen gì không con? Dạ có. Có luôn hả? Chúc cho chú Phong xem nha. Dạ. Rồi con thấy mẹ con bệnh lâu chưa? Dạ lâu rồi. Ừ. Ngày tối mẹ con có nhức, có đau, có la gì không con? Dạ mẹ con có đau mà mẹ con không có la. Ừ, mẹ con đau nhưng mà không có la. Dạ. Rồi có khi nào mẹ con nói gì không? Dạ không. Ừ. Rồi ba con đi làm về chiều mới về hả? Dạ. Rồi. Ở nhà rồi con với gia đình, ba mẹ rồi với em rồi có ăn uống đầy đủ không con? Dạ không, có khi thất thường lắm chứ không? Ừ, thất thường lắm hả? Dạ. Sao mà thất thường vậy? Dạ, con biết không? Tại vì mẹ bệnh với là ba đi làm mà cũng kiếm được ít, không có làm được nhiều. Ừ. Ba đi làm là thất thường quá, không có tiền. Dạ. Ừ. Con thấy mẹ con vậy là con thương nhiều không? Dạ thương. Ừ. Thương giờ con phải làm sao? Dạ, con mong mẹ hết bệnh. Ừ. Con mong mẹ hết bệnh đúng không? Dạ. Để con 11 tuổi học lớp 5 rồi, con ở nhà con có phụ mẹ được gì không? Dạ có. Con phụ mẹ được gì? Dạ con coi em với lại phụ mẹ, có mẹ có bụng làm gì con làm đó. Ừ. Mẹ có đi xuống được không con? Dạ mẹ đi mà không có đi mà phải dịn. Ừ, mẹ con đi là phải dịn ha. Dạ. Rồi con có nấu cơm giặt đồ được không? Dạ con nhặt đồ nấu cơm được nhưng mà tại mắt em con. Ừ. Là con phải vừa giữ em đó hả? Dạ con giữ em. Rồi đi học về là con phải giữ em, rồi lo học bài và lo phụ mẹ nữa. Dạ. Ừ. Thấy tội con quá à. Chú Phong cũng có mấy đứa con á. Chú Phong thấy con mà chịu không nổi luôn á. Con mới bé tí, thay vì là tuổi của con á được quan tâm, rồi cô bác rồi với trong gia đình. Bữa nay chú Phong xuống thì cũng dán quay giúp cho gia đình con, cho mẹ con có tiền chữa bệnh rồi. Dạ. Ừ. Thấy con cũng ngoan quá nè. Thì chú Phong đi đâu mà thấy mấy đứa trẻ nhỏ mà dạ thưa nè, biết nghe lời mà ba mẹ. Vậy chú Phong thương dữ lắm. Dạ. Chú Phong không có gì hết á, chú Phong không có tiền nhưng mà chú Phong có cái tình cảm thôi. Còn cái tình cảm của Mạnh Thường Quân xem qua rồi biết và thương con với gia đình nữa. Ừ. Con không ăn uống gì hay sao mà người bé tí vậy nè? Dạ con có ăn mà con ăn không có được nhiều. Ừ. Là con để dành cơm cho mẹ với ba ăn hay sao là con không ăn nhiều? Dạ con ăn, con để dành. Ừ. Con nói lớn lên cho con bà cô bác dạ, nghe. Dạ con ăn, con để dành cho ba với em với mẹ. Trời ơi. Con ăn mà không dám ăn no luôn hả? Dạ con ăn, con có no. Ừ. Ăn mà để dành cho ba mẹ với em ăn. Không có sức mà nuôi Diễm. Trời ơi. Biết thương quá. Nghe mà chú Phong chịu không nổi luôn á. Khi mà chị nghe con của chị á, là nói là ăn mà cũng không dám ăn nữa. Rồi để dành cho mẹ nè, là cho chị với anh, với em ăn á. Rồi chị nghe về chị nghĩ sao? Phải nghe khổ quá, có nhiều người chưa hết bao được nhiều người được rồi ông cứ thấy người ta. Ngày mẹ con bị vậy con có sợ không? Dạ không, con mong mẹ hết bệnh nha. Ừ, mong mẹ hết bệnh thôi phải không? Rồi cho chú Phong hỏi nè, nếu như có một cái điều ước á thì con có muốn ước như thế nào không? Con ước là con mong mẹ con hết bệnh để đi làm phụ ba kiếm tiền nuôi con với em. Ừ. Ủa sao mà con, chú Phong thấy ngôi nhà của con về mà sao con không mơ ước là có nhà? Dạ con chỉ mơ ước mẹ con với mẹ con mau hết bệnh thôi à. Ừ. Này khỏi cần có nhà chỉ cần mẹ hết bệnh thôi đúng không? Dạ. Ừ. Chú Phong nghe con nói mà muốn đứt ruột luôn á. Tại vì nếu mà có nhà đi nữa thì mẹ không có bên cạnh thì cũng đâu có vui đúng không? Dạ.
Sáng giờ con ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi. À, có một cái người cô cũng đi tới thăm chị Dân nè. Cô gần đây không? Em đi chợ về mấy ngày gần nghe nói vậy, ở gần cái này là sát bên rồi. Cô thấy hoàn cảnh ở đây của chị Dân là như thế nào không con? Gia đình nó vậy thấy là biết rồi đó. Dạ dạ. Ở đây thì hoàn cũng... cảnh nó cũng khổ, cha nó thì chết rồi. Dạ. Ông ở đây sống có cái nền nhà này không cũng đâu có gì đâu. Dạ. Nhờ bà con rồi chung tay rồi giúp cho chị qua cái cơn hoạn nạn hả con? Thấy rồi. Dạ. Ủa Xuân ở đâu xuống? À, em ở trên Gò Đen, Bến Lức, Long An á, kênh YouTube Phong Nguyễn. Dạ. Ở trên đảnh xuống rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, chừng nào con đi học lại với con gái? Dạ, chừng nào nhà trường báo với mẹ con nói con mới đi học. Ừ. Rồi, con đi học vậy là thầy cô rồi bạn bè có biết mẹ con vậy không? Dạ, biết. Ừ, có biết hả? Có thầy cô có với bạn có vô thăm mẹ con với gia đình không? Dạ, chưa có vô thăm. Chưa vô thăm à? Con đi học chắc cũng có miễn giảm ha? Có. Ừ, bé đi học chắc có giảm hả chị? Có. Ừ. Rồi bây giờ cái miệng nó chứ chả nước giải về quả hả chị? Dạ. Bữa chị gửi em cái clip mà chị uống nước mà nó ra bằng cái lỗ mũi không hả? Trời ơi. Rồi hút miệng thì nó cứ cả cái muỗng đây, từ khi mà nó cả muỗng mà nó úp về á thì nó không cả thôi, còn nó là phóng phóng thì nó cứ cả chút. Rồi chị bây giờ chị uống sữa thôi hả? Giờ uống nước hoặc là hút uống táo hoặc là sữa thì uống cũng được, sữa uống vô ngoài ớt. Dạ. Rồi. Rồi bé ở trong bụng nó cào dữ không chị? Mai cũng bình thường. À, bây giờ bị có tật là cái chân có ba ngón à, với cái thận bị yếu nữa, cái thận là bị tật bị thận luôn. Trời ơi. Thì lên trên bác sĩ á, thì người ta tư vấn á, như thế nào á, thì chị nghe thì chị biết. Chứ bé bị tật nhiều như vậy á, thì cũng không biết sao được nữa. Con phụ vũ á, mà con nói như vậy đó, nhưng mà giờ tại vì em đang điều trị thôi, chứ nhưng mà vừa điều trị có mẹ vừa điều trị có bé luôn á thì không có khả năng. Mà một thứ hai đó là điều trị có bé thì nó không được điều trị có mẹ, còn điều trị có mẹ thì nó không được điều trị có bé, thì giờ bắt buộc phải điều trị có em. Thì khi bị vậy đó là mấy bữa nay là chồng chị có nói gì không? Thì chồng em cũng nói là giờ hai chồng nó ráng hay lóc nghèo nghèo kia cố để qua được cái vận này, giờ nghèo cũng được mà miễn hết vận về để chồng sống nuôi đứa con chứ. Nói chung là con mà thương hết á, nhưng mà giờ tôi từng hết mà giờ cứu bé thì có từng cứu bé không mà em cũng đâu có dám mãi nữa. Thôi mẹ đi con, mẹ khóc kìa. Ngồi ôm mẹ đi. Thôi mà chừng trúng bụng mẹ đó nha. Nói mẹ đừng có khóc nữa. Ảnh hưởng tới em về sức khỏe đó. Ảnh hưởng với em về sức khỏe lắm. Trời ơi, thấy mà đứt ruột không? Cái nhà gì đâu mà khổ quá trời luôn à. Chồng đi làm bấp bênh như vậy nữa. Làm bây giờ là phụ hồ, chủ yếu là đi phụ hồ em. Thì 1.000 ngày chồng em đi làm vậy là được nhiêu tiền? Dạ, hàng ngày làm hàng nghỉ là khi ngày là được 2 con. 2 con bữa lúc có khi không có làm được ngày nào không có. Ngày làm 2 con hàng nghỉ. Rồi. Nhà gì đâu thấy không có cái đồ đạc gì mà có giá trị hết trơn vậy? Lúc trước là em có đi làm công ty hay là như làm công việc gì không? Có em đi làm gần đây á, làm hơi gần ca. Thì cũng làm rảy hơi gần ca. Tại vì lúc đó ca còn sống. Ca còn sống mà ca không có dạng như lúc đó ca không có được bình thường. Dạ. Rồi về nhà ở cũng được, mới làm thuốc. À, hồi đó là ba của chị cũng không bình thường nữa hả? Dạ. Ca hồi đó dạng như
con mà Thuận hay thôi, Thuận là hiền á, còn Thuận ngay cả ai ngang á, biết người nào cửa người đó hả? À, tối chị nằm ở đây chị ngủ luôn hả? Dạ, hồi đó là ngủ ghé nằm ở đây, giờ chồng cũng nằm chung luôn. Chồng nằm giỏng. Ừ, chồng nằm giỏng có mình chị nằm đây hả? Hay là có bé nào nằm chung không? Dạ không, hai đứa bé này á thì ngủ hôm 12 là thì mấy đứa hai đứa rồi á, rồi có con ngủ trong phòng á. Bây giờ là người chị có anh em gì giục thịt không? Dạ không. Là ba với mẹ là sinh của một mình chị đó đó hả? Trời ơi sao mà bây giờ không có anh, không có chị, không có em gì hết. Chỉ có một mình đơn thân vậy thôi. Còn cưới hỏi thì cũng hồi đó là cặp quen biết và thương yêu nhau rồi cưới và mẹ có hai đứa nhỏ này thôi. Chứ cũng không có ngày cưới luôn. Dạ, tại vì khổ đâu, có tiền không cô. Trời ơi. Ở người, người phụ nữ mà cái đời người mà hạnh phúc nhất là ngày cưới mà cô không có luôn nữa. Thì không có chụp hình gì hết trơn luôn. Rồi con thấy mẹ con vậy con có cảm nhận như thế nào không? Dạ con buồn. Sao con buồn? Dạ con muốn mẹ hết bệnh. Con muốn mẹ hết bệnh không? Dạ. Rồi thấy mẹ hàng đêm nhất như vậy là con có thấy con ngủ được không? Dạ không. Con nằm nhưng mà con ngó mẹ hả? Dạ. Rồi con có chạy lại bên mẹ không? Dạ tối ngủ với em mà. Con thấy là con biết mẹ con cái miệng nó sưng lên như vậy là nó nhức dữ lắm. Nhưng mà chắc cũng không có dám nói cho ba con với tụi con biết. Nhưng mà tụi con nhìn nè, con nhìn thẳng với mẹ con kìa. Đã mình giống như con bị chày hoặc là đứt tay một miếng à, và con thấy đau không? Dạ đau. Mẹ con bị như vậy đó, mẹ con không có dám mà than đau gì hết. Nhìn xót quá trời luôn á. Đã vậy đứa nhỏ này nè, mới 11 tuổi à, ăn uống không đầy đủ nữa. Ở nhà giờ nó cứ để dành thức ăn, mặc dù nhỏ nhưng mà để dành cho mẹ rồi nè, với ba rồi với em ăn nữa. Sao mà con suy nghĩ điều đó? Dạ, tại con thương ba với em với mẹ. Sao con thương dữ vậy? Sao con không ăn no đi rồi giờ mình suy tiện nghĩ tiếp, mình sao mình để dành vậy? Dạ, tại con muốn mẹ hết bệnh. Trời ơi. Cho mẹ ăn nhiều cho mẹ hết bệnh ha. Dạ. Mà bây giờ mẹ con ăn nhiều được không? Dạ không. Trời ơi. Nghe nó còn nói mà chú Phong, thật sự chú Phong đang quay nhưng mà chú Phong rất là muốn ôm con đó. Tại vì con cũng giống như là con của chú Phong vậy đó. Nhưng mà chú Phong cũng mong muốn là những cái đứa trẻ nhỏ lúc nào là cũng giống như con vậy nè. Thì tuy là nhỏ nhưng mà biết đến những cái người xung quanh, nhất là ba là mẹ của mình, những người giục thịt của mình. Rồi mẹ con bị vậy á, thì nếu mà đi ra đường có người ta cười mẹ con, cười con, rồi con có suy nghĩ gì không? Dạ không. Con có buồn không? Dạ không. Sao con không buồn? Dạ, con chỉ muốn ba mẹ hết bệnh, còn người ta nói gì nói con bỏ qua. Người ta cười gậy người ta ha. Dạ. Ta cười nhưng mà người ta cũng đâu có cho mình ăn ha. Dạ. Mình dán học giỏi nè. Rồi mốt con làm kiếm tiền lo cho ba mẹ, rồi cất cái nhà cho ba mẹ ở. Vậy là không còn ai cười nữa. Mẹ thấy rồi đâu có nào cơm á. Rồi bữa nay con ba con đi phụ đi làm mã đúng không? Dạ. Có chuyến sau thì chú Phong đi xuống muốn gặp ba con để trò chuyện. Tại vì cái công việc của ba con bây giờ cũng đi làm nhưng mà lo gia đình. Thì chú Phong là một phần là muốn giúp ba gia đình nhưng mà để cho ba con đi kiếm cơm. Để tại nhầm khi chú Phong đăng lên là có cô bác, nhầm khi không có gửi quà chú Phong cũng ngại ha. Chú Phong nhầm khi đăng mà không có cô bác nào giúp thì chú Phong cũng buồn lắm á. Nhưng mà chú Phong ngại nên chú Phong nhầm khi chú Phong không có tới là biết chú Phong không có quà đó. Sao vậy chị? Nó nhức lắm hả?
hiện rồi. Rồi bây giờ bao lâu nữa rồi mới đi lên mà tái khám? Thứ hai này đi lên à? Trời ơi. Bé này nó bao nhiêu ký vậy? 20 ký. Có 20 ký à? 11 tuổi mà có 20 ký à? Con gái mà cũng không có sỏ nữa, cái lỗ bích lỗ tai luôn rồi. Con có thích ăn bánh không? Dạ. Hả? Sao con không thích ăn bánh? Bình thường chú Phong là nghe hỏi mấy đứa bé nhỏ là thích lắm mà. Sao con không thích, con nói chú Phong nghe coi. Dạ, con muốn đi dành tiền để giúp ba mẹ à. Trời ơi. Không ăn bánh để tiền cho ba mẹ. Chúc chú Phong cho con 100 ngàn nha. 100 ngàn thay vì con chú Phong cho con mua bánh ăn á. Nhưng mà con muốn để dành cho mẹ chị bệnh á thì con để chú Phong không ép. Con chịu không? Thôi bây giờ mình mua bánh đi, khỏi đi. Mua bánh ăn ngon hơn. Dạ không hả? Cái này là con tự suy nghĩ hay là như thế nào? Dạ con tự suy nghĩ. Trời, nó suy nghĩ tới điều đó luôn à. Rồi đi học vậy là mẹ có cho tiền hay là ba có cho không? Dạ có mà con không có lấy. Con không lấy? Dạ. Cho lần con bao nhiêu? Cho ít quá hả? Dạ không có ít mà con không muốn lấy. Một lần là cho con bao nhiêu? Dạ 5-6 ngàn. Đi học một ngày là 5-6 ngàn? Dạ buổi sáng với buổi sáng là 5-6 ngàn, buổi chiều là cũng 5-6 ngàn luôn. Vậy là một ngày cho là 10 ngàn. Hai buổi á, cộng lại là 10 ngàn đúng không? Dạ. Con không nhận buổi nào hết trơn luôn. Dạ. Con vô trỏng con ăn cái gì? Dạ con không có ăn. Con không ăn luôn. Rồi con vô trường con nhìn miệng bạn bè thôi vậy đó. Dạ con vô trường con học với lại ra chơi. Con ở trong con học, con dò bài. Con dò bài, học bài thôi. Dạ. Thì con nhìn thấy bạn bè ăn vậy con có thèm không? Không. Không thèm luôn. Con thấy bạn bè ăn vậy con, nhưng mà con có đói bụng không? Không. Không luôn. Tại con nhìn đói quen rồi chứ gì. Đúng không? Thì con những lúc như vậy con suy nghĩ ở nhà là mẹ bệnh vậy nên con không dám nhận tiền, không dám ăn gì hết. Rồi lỡ con nhịn hoài như vậy, mốt sức con yếu rồi con bệnh rồi sao? Dạ trước khi con đi học là ở nhà con ăn cơm. Trước khi đi học là ở nhà ăn cơm rồi? Dạ. Trời ơi, ở nhà con ăn cái gì? Bình thường con ăn cái gì con nói chú Phong nghe coi. Dạ con ăn cơm. Ăn cơm với thịt hả? Ăn cơm với thịt hay là với cá hay là ăn sang không? Dạ với cá. Có khi nào ăn cơm không con? Có khi con không có ăn cơm không. Có khi con ăn cơm không luôn hả? Dạ. Trời ơi. Trời, đi học mà có khi mà ăn cơm không luôn cô chú anh chị. Nghe đứa nhỏ mà nó nói mà từng câu nói mà từng giọt nước mắt nó rớt xuống mà làm cho Phong á, trái tim Phong nó muốn tan nát luôn á. Rồi sao nữa con nói với cho chú Phong nè. Chú Phong bây giờ sắp khóc luôn rồi đó. Con nói đi. Dạ con mong chú Phong giúp mẹ con hết bệnh. Mong mẹ con hết bệnh thôi. Mong mẹ con hết bệnh để nuôi con với em. Nếu chú Phong mà đăng tải lên không có cô bác giúp rồi con có buồn chú Phong không? Dạ không. Sao con không buồn? Dạ tại chú Phong cũng cố gắng hết sức rồi. Trời. Chú Phong nghe con nói chú Phong thương lắm luôn á. Không có lời nào mà diễn tả luôn á con. Con còn nhỏ lắm mà. Con còn bé tí mới 11 tuổi mà sao mà con suy nghĩ mà tới những điều đó. Tại vì á, những cái gì câu nói của con á là giống như chú Phong hồi nhỏ vậy đó. Chú Phong hồi nhỏ là cũng ba mẹ là nhất là mẹ chú Phong á là cho tiền chú Phong cũng không có lấy nữa. Tại vì cái nhà chú Phong á trồng rau, cái từng cọng rau rồi đi bán. Một bó rau bán gì chứ mấy trăm đồng á, lúc đó có mấy trăm đồng à. Rồi đi hàng ngày về thấy ba mẹ mình ngoài nắng ngoài mưa vậy đó.
mưa sấm chớp đùng đùng cũng ra cái cải nữa, bán cũng chẳng bao nhiêu hết, nhưng mà lúc nào cũng lo cho con cái hết. Thật sự chú Phong rất là xúc động của con. Là ở đây là một cái người đàn ông thì cũng thật sự là rất là cứng cỏi luôn á, mà đi tới những cái hoàn cảnh mà đặc biệt là có những cái đứa trẻ mà nó ngoan ngoãn vậy nè, nó biết thương yêu ba mẹ nó, nhìn gia cảnh nó vậy nè, nhà cửa thì cũng sập sệ, cất thì cũng không biết bao nhiêu lâu rồi, tiền bạc cũng có, bệnh thì chạy đôn chạy đáo từng đồng vậy đó. Thì hôm nay là Phong gần như là lần đầu tiên mà xuống đây luôn, nhưng mà cảm giác nó khó thế nào diễn tả nổi luôn á. Thấy chú Phong sao mà tự nhiên mít ướt quá hả con? Chú Phong dễ xúc động lắm, tại chú Phong là một cái hoàn cảnh gia đình hồi đó là nhà chú Phong cũng chẳng có gì hết, chẳng có giống như là ông bà nội cho chú Phong, ba mẹ chú Phong cho miếng đất chút xíu à, từ từ mình dán mình làm, biết đâu rồi mẹ con bệnh về đó, khoảng thời gian sau có cô bác giúp đỡ rồi cho mẹ con hết bệnh nè, rồi hay ba với mẹ đi làm, rồi vô công ty hay gì đó kiếm tiền, rồi gia đình khá giả lên cũng đâu có mấy hồi đâu ha. Thì con muốn nói gì chú Phong nữa không? Dạ, chú Phong giúp mẹ con. Giúp mẹ con hả? Nói chú Phong nãy giờ nghe con nói là giúp mẹ con là cũng ba lần vậy đó. Con sợ chú Phong quên hay là sao con nhắc con chú Phong về vậy? Con sợ chú Phong quên hả? Dạ. Có đói bụng không mà chú Phong nghe cái bụng con kêu đó? Không nữa hả? Con nói thiệt đi, có đau bụng không để chú Phong biết? Thì con không có đói. Vậy chú Phong chở con đi ăn con chịu không? Rồi. Sao thôi? Vậy con ăn ở nhà à? Con ăn ở nhà thôi chứ không ăn ngoài. Dạ. Ăn ngoài ăn ngon hơn, đồ nóng không à? Dạ. Sao con khóc nữa? Con thích cái gì nè? Thích đồ chơi cái gì hay là thích ăn cái gì? Mốt chú Phong đi xuống, chú Phong mua cho con. Dạ. Chú Phong bỏ tiền, chú Phong ra, chú Phong làm YouTube cũng tới tháng cô bác xem, ông bà xem có view, thì chú Phong có chút đỉnh tiền, chú Phong mua bánh cho con ăn. Nha, thích cái gì nói chú Phong đi. Dạ ơi, con ở với ba mẹ em con à. Nếu như mẹ con là cô bác mà cho tiền gửi mà chữa hết bệnh á, thì có ước mơ nữa, con có ước mơ gì không? Dạ không. Không luôn. Trời ơi, là cho mẹ hết bệnh thôi chứ con không cần ước mơ gì nữa hết. Dạ. 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 Mẹ con mà nghe con nói những cái câu này á, thiệt cha mẹ mà nghe được con nói như vậy là cho dù nhìn cuộc sống nó như thế nào đi là mẹ con cũng không có buồn nữa. Giờ đau mẹ con cho dù đau cỡ nào đi nữa cũng không cảm thấy đau nữa. Bây giờ bụng mẹ con nó bụng mang vào chữa vậy đó. Thì cái mẹ con ở siêu âm là nó nghe nói là em con bị khuyết tật rồi đó, với cái thận bị có vấn đề đó, trong bụng luôn á. Thì con sao, con muốn cứu em không? Con muốn cứu em với mẹ. Con muốn cứu em với mẹ luôn. Hay là cứu mẹ, hay là con muốn cứu mẹ, hay là muốn cứu em? Dạ, con muốn cứu hai người. Cứu hai người luôn. Thì thôi bây giờ chú Phong hỏi này, giống như mà chỉ có một sự lựa chọn thôi. Một là mẹ, hai là em con. Thì con chọn ai? Chọn mẹ. Chọn mẹ hả? Con suy nghĩ sao con chọn mẹ? Dạ, tại mẹ con chọn mẹ thì mẹ mới hết bệnh để nuôi con với em. Nếu không có mẹ con không có chỗ dựa. Không có chỗ dựa. Còn em bị tật đồ đủ thứ á, còn bệnh thận còn bị có vấn đề nữa. Nên mà để em thì để cho ông trời cứu ha. Dạ. Còn trước mắt thì dán cứu mẹ để mẹ sống, đi làm chỗ dựa cho tụi con ha. Hồi nãy giờ Phong trò chuyện với
À, bé bé con tên gì chú Phong quên rồi. Dạ con tên là Nguyễn Thị Hồng Diễm. Nguyễn Thị Hồng Diễm. Dạ. Ừ, trò chuyện với bé Diễm. Còn bé Út nữa, con em của con là mấy tuổi rồi? Dạ em của con được 1 tuổi mấy rồi. 1 tuổi mấy. Nhưng mà em nó bị khóc á, nên là bây giờ chú Phong cũng nhờ là bà con hàng xóm là ẵm bé rồi, chỉ có trò chuyện với con là bé Diễm với mẹ thôi. Ừ, còn lần sau chú Phong xuống chú Phong trò chuyện với ba luôn ha. Dạ. Nè, con ấy mắt nó nè. Mắt nó dính một cái miếng bụi lớn lắm á. Rồi, bây giờ mạnh mẽ lên nha. Không có khóc nữa nha. À, chị Vân bây giờ làm như nó bị đau lắm hả chị? Đau lắm, thấy chị cứ mệt thì nằm đi không sao đâu. Cô bác cô không có trách đâu. Chứ nằm em thấy nằm như vậy nó ẩn cái bụng lên nó cấn. À, chị nằm đi không sao đâu. Dạ, bệnh thật đã đời hết chưa? Cái nhà thì nó nóng, phải nói là nó rất là nóng luôn á. Con ngồi đi rồi chúc chú Phong tặng con 100.000 mua bánh ăn nha. Thì con muốn làm gì con làm ha. Rồi chúc chú Phong gửi tiền cho mẹ con. Ừ. Chị cứ gửi ra đi, kệ nó chút đi đâu. Nó che cái bụng ra. À, nó quên đó, con dẫn cho chú Phong xuống tham quan nhà con chứ. Ừ, chú Phong gắn này nha, con nói lớn lên nha. Dạ. Rồi, đây Phong Nguyễn mời cô chú anh chị xuống nhà của bé ở đây. Này nhà phía sau. Cái bếp ga ở đây con treo lên hả? Dạ, ba con làm treo lên. Ba con làm treo lên. Dạ. Ừ, ở dưới đây là cái chỗ để làm gì vậy con? Dạ, hồi đó đây là chỗ nấu của ông ngoại con. Chỗ nấu hả? Dạ. Chỗ nấu của ông nội ở đây. Dạ. Còn đồ ăn nấu ở đây. Dạ. Ừ. Trời, cái nhà con khúc à. Có người chị kế bên cũng qua trò chuyện tí nữa cho Phong cũng gửi ít quà cho gia đình. Tại Phong muốn chia sẻ cặn kẽ về cái hoàn cảnh đó. Thì có chị Nga, chị cũng tham quan đây nè. Thì hoàn cảnh ở đây thật sự là Phong thấy, nói thiệt luôn đó là không có cái gì mà bán mà để có giá hết trơn á. Nhà này là cho dù mà đóng cửa mà, ủa khỏi đóng cửa mà không nghĩ là cũng không ai mà vô. Đâu có gì mà có giá trị đâu cô chú anh chị. Sao mà gia đình con khó khăn dữ vậy con? Dạ. Mẹ con bệnh. Mẹ bệnh rồi ba đi làm không đủ tiền ha. Dạ đúng rồi. Từ lúc mà nó phát bệnh á là chồng nó đi làm á, là em phải nấu nướng rồi cho nó ăn uống. Thì lúc đó mới phát bệnh thì em nói để ở bên nhà em. Rồi bắt đầu tới bà nội bà già bà yếu bà nằm chỗ. Thì nói thôi về đây nằm cho rộng rãi đi, tại vì bà nội bà già thì phải người này người kia canh. Dạ. Thì nhà nó cũng chật. Thì về đây nằm thì bắt đầu em mới ginh dán bụi dán, hai bụi dán qua cho nằm. Ờ à, là dán dán này đó là chị dinh qua đó hả? Dinh qua. Trời ơi, về dạ. Lại nhà tính ra là không có nhà gì luôn. Có cái bàn thờ thôi. Có bàn thờ ở đây nè. Ngủ đó. Ừ. À. Trời ơi. Khổ gì xấu khổ dữ không biết nữa. Thì Phong ở đây là Khoa thấy cũng có rất là nhiều cô đầu cũng tới đây nè. Dạ, chào cô nha. Ờ, chào. Cô ở đây là quan hệ với chị Vân ở đây như thế nào cô? Là bác tím của nó. Dạ. Ở nhà cửa như thế nào mà sao khổ dữ vậy cô? Ờ, nó khổ lắm. Mà có tiền, có bạc thì thấy nó khổ. Mình cũng giúp nó rồi giúp đời thôi chứ đâu có tiền đâu mà để giúp nó. Nhờ mấy chú cũng giúp chú Mạnh Cường Quân đồ giúp nó, cứu nó giùm cho chị. Dạ, cũng chị bệnh hả cô ha? Ờ. Dạ. Thì có gì ở đây á cô dòm ngó đâu đi tới đi lui động viên đâu. Qua cũng thăm lo nó dòm ngó cho cháu rau cho nó ăn thôi, con nó còn nhỏ lắm, hai đứa còn nhỏ giờ đang có bầu nữa đó. Dạ. Ở có bầu mà còn cái thai nó có vấn đề nữa. Ờ. Đủ thứ chuyện hết trơn. Đủ thứ chuyện. Dạ. Rồi. Cô muốn nói gì nữa không? Thì chị mong chú con Nguyễn thì gọi đồ mạng á ở nước ngoài xa gần đồ phụ cứu em dân này cho em dân qua
bệnh hết, đặng nuôi hai đứa con đó. Thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp, nhà cửa thì không có. Yeah. Chỗ ngủ không có, ngủ thì ngủ dưới đất hồi chưa bệnh á. Là mẹ con trải chiếu ngủ dưới đất. Rồi khi bệnh thì chú Út á, nó đem hai bộ gián qua cho nó ngủ. Ừ. Thì chị cũng mong chú gọi ngoài nước và trong nước đặng cứu cho nó tay qua đặng nuôi con nó bệnh cho nó hết vậy đó. Thì mang bầu rồi con nó trong mà bụng cũng bị bệnh luôn. Thì chị cũng ở gần đây chạy tới chạy lui với em với nó. Dạ. Ừ, với dân. Nhà mà khó khăn mà khổ vậy mà có đứa con về là thật sự là nó giỏi lắm á. Ngoan quá trời ngoan. Ngoan lắm. Giờ nó tối ngày thì cha đi làm thì nó qua nước cho mẹ nó, cho mẹ nó cháo rồi muốn cháo cho mẹ nó ăn. Rồi nhiều khi thì em nó ngủ nó chạy qua giặt quần giặt áo cho mẹ nó, săn sóc mẹ nó. Thì nó lao mẹ nó thấy tội lắm. Trời ơi, bé tí vậy mà nó lao mình mẩy cho mẹ nó luôn hả? Anh là cụ nữa. Trời. Thì khi nó là 6 giờ nó dậy sớm thì nó lo cháo phụ với nhỏ này cũng có con nhỏ. Thì nó nấu cháo đem cho cụ rồi xong rồi nó dậy lo cho mẹ nó xong rồi nó dậy lo cho em đó. Rồi ngủ rồi dậy xếp mùng mền chứ không phải mà để đó nha. Giỏi lắm á. Thấy tội lắm chú ơi, về kệ nó thì chị giờ cũng không biết nói gì hơn. Thì nhờ cưng gọi đồng mạng đi cứu nó. Thì lần này chị em cũng rất cảm ơn chú nhiều. Và cái trong nước ngoài nước là cảm ơn. Nếu mà ai giúp được bé dân thì mấy cô mấy bác nó cũng cảm ơn. Dạ. Dạ. Chứ rồi, thôi cũng dạ. Cũng cảm ơn những cái lời mà chia sẻ của cô. Dạ. Để cho cô bác xem với Mạnh Quân biết rõ hơn hoàn cảnh của chị dân ở đây. Ai thì thấy cái clip này chú con Nguyễn điện đăng lên á thì các chị em ở trong nước ngoài nước đã cứu cho bé dân cho nó hết bệnh về nó nuôi con đó với trong bụng cho con nó khỏe mạnh. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi, rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cô cũng không biết nói gì thì cô có nhiều đó cô nói. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong đang ở dưới mỏ Cà Nam Bến Tre á. Thì Phong cũng đã chia sẻ một cái số hình ảnh về một cái người chị ở đây, chị dân là 27 tuổi, là có hai đứa con và trong cạnh đó thì cũng có bầu mà 31 tuần tuổi rồi. Thì bệnh hồi nãy cô chú anh chị thấy rồi, thì bị ung thư máu, bây giờ cái hàm trên nó là cũng bị nhổ hết hàm răng. Thì bên cạnh đó là có bầu nhưng mà bầu cũng đang có dị tật ở trong bụng nữa. Thì bác sĩ là bây giờ đang đưa ra phương án mà gấp rút nhất để là mổ bắt bé ra để hấp, rồi để vừa cứu mẹ và bên cạnh là vừa cứu con, tại vì thai này là cũng 7 tháng mấy 8 tháng rồi. Thì biết được cái câu chuyện đầy cảm xúc và đau lòng như vậy á, thì gia cảnh là tiền bạc cũng không có, rồi đi vay mượn, rồi đất nhà chứ không biết đất nhỏ xíu vậy. Phong nãy cũng quay cái nhà hết trơn rồi. Thì đứa con thật sự là nó rất là ngoan luôn, đi học cũng chẳng dám ăn uống gì hết. Thì, mong là để thêm đồng nào hay đồng đó để cho mẹ ăn uống rồi chữa bệnh rồi. Thì hồi trước nhất á thì Phong á thì cũng có chích những cái phần tiền trong kênh của Phong á, thì những mình thường quân á tin tưởng Phong thì Phong đi tới những hoàn cảnh thấy khó khăn á thì Phong chích cho Phong trao. Thì ở đây á có cô Phượng với cô Thí là ở bên Mỹ á, thì có gửi vô tài khoản Phong á thì Phong chích cô Phượng với cô Thí ở Mỹ là 1 triệu trước. Thì của cô Phượng với cô Thí là 1 triệu ở bên Mỹ hết chị. Con cô Phượng cô thấy cô Mỹ. Thì bên cạnh đó thì chị cầm giúp em. Thì Phong cũng chích thêm một phần tiền của anh Linh. Anh Linh là Mạnh Thường Quân ở bên Úc, kênh của Phong á, thì Phong cũng chích 1 triệu của anh Linh nha. Dạ, con cô Mỹ. Thì Phong tiếp tục thì Phong cũng xin phép là anh Hùng, là chồng của chị Nga thì cũng đi theo Phong á, thì Phong chích tiền của anh Hùng ra là 1 triệu ở nhà cầu Rạch Miễu á để giúp cho chị dân ở đây. Dạ con anh Hùng. Thì tiếp tục thì Phong để Phong xem có một cái người chị nữa mà nhưng mà Phong phải coi tên lại. Thì cô chú anh chị đợi Phong tí nha. Thì để tiếp tục á thì Phong cũng xin chích cái số tiền của anh Bon, anh Bon và chị Kim á, ở bên Mỹ, là bạn của chị Út ở bên Mỹ á, là Phong chích cho 1 triệu nữa để giúp cho chị dân ở đây. Của anh Bon với chị Kim á chị.
Dạ cảm ơn ông Quang với sự khuyên. Ừ, chị đếm có được bao nhiêu tiền đây? Dạ 4 triệu ạ. Ừ, 4 triệu ha. Thì trước mắt thì Phong hỗ trợ cho gia đình của chị Dân ở đây là cái hoàn cảnh đặc biệt, thì đó là 4 triệu từ kênh của Phong, từ những cái số tiền mà cô bác gửi vào. Thì Phong rất là mong muốn những cái ngày tháng kế tiếp thì Phong đăng tải lên, thì cô bác Mạnh Thường Quân có xem qua rồi lan tỏa đoạn video clip để cho nhiều ông bà cô bác Mạnh Thường Quân biết, để cứu lấy cái mạng sống của chị Dân ở đây để còn nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Thì ở quên đó, chú Phong còn nợ con 100.000 nè. Nè chú Phong cho tiền của chú Phong 100.000 cho con nè. Cho con ăn bánh nha. Ừ. Giờ bây giờ con đi mua bánh ha. Dạ không, con để cho mẹ. Ừ, con để cho mẹ hả? Dạ. Ừ. Thôi để ăn bánh thì mẹ tiền nhiều rồi. Dạ. Để cho mẹ luôn ha. Dạ. Thôi con đưa mẹ thử coi. Ừ. Dạ, chú Phong cho con 100.000 để cất với mẹ. Suy nghĩ kỹ trước khi đưa đó nha. Dạ. Trời ơi, thấy con bé mà thấy mà đứt ruột, đứt gan trời. Ừ. Thôi giờ suy nghĩ là còn kịp á. Con suy nghĩ là sao mà con không mua bánh không? Dạ, con đưa cho mẹ chữa bệnh. Ừ. Rồi, thôi chú Phong cũng cầu mong gia đình con có mọi điều tốt lành để cho mẹ con vượt qua kiếp nạn này ha. Dạ. Dạ chứ... cảm ơn chú Phong. Ừ. Chứ chú Phong nói hồi nữa chú Phong khóc nữa. Chú Phong khóc chứ con khỏi về luôn á. Ừ. Rồi, thôi chào con gái nha. Đi. Dạ, rồi chào năm chú. Nãy giờ mẹ con nhận được quà của Mạnh Quân á là được 4 triệu luôn với con 100.000 á, thì con có cảm nhận như thế nào không? Con cảm ơn bà cô bé với Mạnh Thường Quân nhiều. Ừ. Cô mẹ con. Khóc nữa hả? Hồi chú Phong không nói chuyện với con nữa đâu. Nói hồi còn khóc nữa, chú Phong chịu không nổi nữa. Vậy ha. Dạ. Ông bà cũng cảm nhận và biết được rồi. Ừ. Để chú Phong cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho con với gia đình nha. Dạ. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại thì nãy giờ thì Phong cũng đã chia sẻ những cái thước phim về một cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn của chú anh chị. Thì một người vợ thì bây giờ là lâm vô cái thế mà nguy kịch rồi, thì sức khỏe ngày càng kém, rồi tiền thì cũng không có nữa. Trong khi đó là có hai cái đứa con, thì bé lớn là 11 tuổi á, nó rất là ngoan, nhưng mà nó biết nhận định được, nó biết là gia đình khó khăn, rồi mẹ bệnh tật cần có tiền á, thì nó cũng quan tâm, lo lắng rồi săn sóc mẹ, rồi chăm lo cuộc sống gia đình nữa. Thì Phong cũng không biết như thế nào hết, chỉ cầu mong thì có cô bác Mạnh Thường Quân á, xem qua rồi có được sự giúp đỡ nào đó. Thì Phong Nguyễn thật sự là rất là cảm ơn luôn. Thì hồi bây giờ thì Phong Nguyễn cũng bà cô bác cùng với chị Nga chào tất cả ông bà cô bác. Hẹn ông bà cô bác trong những đoạn video clip tiếp theo nha.